Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, nước Úc mặc dù vẫn đang trong kế hoạch chủng ngừa hai liều cho toàn thể cư dân, thế nhưng những tranh luận về việc chích mũi thứ ba đã liên tục được thảo luận xung quanh vấn đề thời gian nào là thích hợp. Trong khi đó, thì chính quyền Liên bang Úc cũng đang lên kế hoạch mở cửa biên giới quốc gia ngay sau khi nước Úc có được chỉ số 80% cư dân chủng ngừa đủ hai liều và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021. Trùng ngừa vaccine COVID-19, mũi bồi dưỡng booster chỉ cần cho những ai có hệ miễn dịch yếu kém. Cũng giống như ở nhiều quốc gia trên thế giới, các khoa học gia tại Úc hiện đang thảo luận sôi nổi về sự cần thiết của việc tiêm mũi vaccine bồi dưỡng, tức là mũi booster, là mũi thứ ba. Theo định nghĩa của các khoa học gia tại Úc, thì mũi booster sẽ được tiêm cho những ai có khả năng miễn dịch yếu kém, trong khi mũi vaccine thứ ba sẽ được tiêm cho tất cả mọi người vì đó là một phần trong kế hoạch chủng ngừa tại Úc. Tại Úc, mặc dù đến lúc này chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào về việc tiêm mũi bồi dưỡng booster cũng như liều vaccine thứ ba, Thế nhưng, Bộ trưởng Y tế Rick Hunt đã từng xác nhận rằng việc chích mũi vaccine thứ ba chỉ nên được đề cập vào thời điểm 12 tháng sau khi đã tiêm mũi thứ nhất. Trong khi đó, thì giáo sư Alan Chang, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và cũng là đồng chủ tịch của Ủy ban Cố vấn Atagi tại Úc, thì cho rằng nước Úc sẽ không cân nhắc về việc tiêm mũi vaccine thứ ba vào thời điểm mà tất cả mọi người chưa được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Phó giáo sư Nicholas Wood thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát chủng ngừa Quốc gia cho rằng, với một số người bị suy giảm hệ miễn dịch thì cần được tiêm vaccine lần thứ ba để có một lượng kháng thể tốt. Với trường hợp của nước Úc thì Phó giáo sư Nicholas Wood cho rằng chính phủ nên tập trung tiêm chủng đủ hai mũi vaccine cho tất cả mọi người và trước dịp Giáng sinh năm nay và với những người có hệ miễn dịch kém thì sẽ cân nhắc tiêm mũi thứ ba. Sau đó đến năm tới, 2022 có thể sẽ cân nhắc đến liều tăng cường phù hợp với biến thể lưu hành vào thời điểm đó giáo sư Kim Moholland thuộc trường đại học Melbourne, đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Cố vấn Chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về chủng ngừa cho biết, không có gì là bất thường đối với vaccine khi cần phải tiêm đến 3 mũi và khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 3 là vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi mà cả thế giới vẫn còn đang thiếu hụt vaccine, thì việc tiêm mũi vaccine thứ ba có thể bị coi là vi phạm nghiêm trọng về vấn đề đạo đức, đồng thời cũng là sự hoang phí vaccine. Hậu Covid-19, cư dân Úc được khuyến khích lên kế hoạch du lịch nước ngoài. Nước Úc đang chuẩn bị kế hoạch mở cửa biên giới quốc gia để công dân Úc có thể du lịch ra nước ngoài, trong khi du khách ngoại quốc cũng có thể đến Úc du lịch trong thời điểm cuối năm nay 2021 hoặc trễ nhất là đầu năm tới 2022. Để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Dan Tien đã xác nhận là chính phủ Úc sẽ triển khai thử nghiệm hộ chiếu vaccine với một số điểm đến du lịch chính thông qua các cơ quan ngoại giao của Úc ở nước ngoài. Các quốc gia được chọn để thử nghiệm hộ chiếu vaccine trong giai đoạn đầu bao gồm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ và một số đảo ở Thái Bình Dương. Theo lời của bộ trưởng Thi hình, hộ chiếu vaccine của Úc sẽ có dạng mã QR liên kết với hộ chiếu thật để chứng minh hồ sơ tiêm chủng của khách du lịch xuất và nhập cảnh. Cũng theo lời của bộ trưởng Thi hình, thì khách du lịch khi đến Úc cần phải có chứng nhận đã chủng ngừa đủ hai liều và các loại vaccine mà họ chủng ngừa phải nằm trong danh sách được TGA chuẩn nhận, bao gồm vaccine Pfizer, AstraZeneca và Moderna. Thủ tướng Morrison cho biết ông hy vọng những du khách đến Úc sau khi biên giới mở cửa trở lại có thể tham gia cách ly tại nhà thay vì hệ thống cách ly ở khách sạn hiện tại. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn có thể cản trở kế hoạch nối lại du lịch của Úc là sự thiếu hụt chuyến bay quốc tế. Theo truyền thông địa phương thì ngành hàng không đã cảnh báo rằng các hãng bay cần thêm hướng dẫn và chuẩn bị để sẵn sàng thiết lập lại các đường bay. Cho đến thời điểm này, chỉ mới có hãng hàng không Qantas đã xác nhận là họ sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế vào tháng 10, nhưng với số lượng các chuyến bay rất hạn chế. Hậu COVID-19, cư dân Úc đổ xô tìm kiếm chuyến bay quốc tế Trên trang mạng của hãng hàng không Qantas, lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế đã tăng gấp 3 lần, cho thấy nhu cầu đi lại là rất lớn một khi biên giới được mở cửa, đồng nghĩa với giá vé sẽ không hề rẻ từ khi Qantas thông báo những kế hoạch mở lại những đường bay quốc tế trước Giáng sinh, đồng thời với những tiết lộ của chính phủ về khả năng mở cửa biên giới quốc tế trong những tháng sắp tới, các lượt tìm kiếm chuyến bay quốc tế trên trang mạng của Qantas đã tăng gấp 3 lần. Tháng 12 là thời điểm được người dân tìm kiếm chuyến bay nhiều nhất, dấu hiệu cho thấy người Úc đã rất nóng lòng để được đi nước ngoài ngay khi có thể. Ngoài New Zealand được biết sẽ mở lại hành lang đi lại với Úc, một khi Úc chủng ngừa cho 80% dân số và các đợt bùng phát COVID-19 đều được cả hai quốc gia kiểm soát. Qantas cho biết, vào giữa tháng 12 sẽ mở lại các đường bay tới một số quốc gia có tỷ lệ chủng ngừa cao, bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Singapore, Nhật Bản và Fiji. Các điểm đến từng là nơi nổi tiếng với người Úc như Bali, Bangkok hay Phuket đã phải rời lại ít nhất đến tháng 4 năm sau do tỷ lệ tiêm chủng thấp cũng như tỷ lệ lây nhiễm cao. Thế nhưng, người Úc chắc sẽ phải trả một mức phí không hề rẻ cho các chuyến bay quốc tế trong thời gian tới. Các hãng hàng không quốc tế nói rằng chính phủ phải có một kế hoạch rõ ràng và thống nhất. Họ cho hay vẫn chưa có bàn thảo chính thức với chính phủ và cũng không rõ khi các chuyến bay được thiết lập lại thì sẽ như thế nào. Điều đó có nghĩa là một khi biên giới mở cửa, khả năng các hãng hàng không sẽ vẫn chưa thực sự sẵn sàng để có nhiều chuyến bay đến và đi từ Úc. Kết quả là nhu cầu sẽ cao hơn khả năng cung ứng và có nghĩa là giá vé sẽ cao. Theo nhận xét của ông James Goodwin thì trung bình trong số 5 người Úc thì có 4 người là muốn đi nước ngoài. Hậu Covid-19, hãng hàng không Qantas mở lại chuyến bay quốc tế từ tháng 12 năm 2021. Hãng hàng không Qantas vừa thông báo kế hoạch mở lại một số chuyến bay quốc tế bắt đầu từ giữa tháng 12 năm nay 2021. Cụ thể thì trong thông báo được đưa ra ngày hôm qua, Qantas cho biết kể từ ngày 18 tháng 12 năm nay, Qantas sẽ mở các chuyến bay quốc tế tới thành phố London, Los Angeles, Vancouver và Singapore. Tiếp đó, Qantas sẽ mở các chuyến bay đến Tokyo, Fiji, Honolulu. Ban đầu các chuyến bay này sẽ được khởi hành từ thành phố Sydney và Melbourne và sau đó Brisbane cũng sẽ trở thành điểm khởi hành các chuyến bay quốc tế. Dự kiến các chuyến bay tới New Zealand cũng sẽ được nối lại trước dịp Giáng sinh, với hy vọng là chương trình bóng bóng đi lại giữa Úc và New Zealand sẽ được tái tục vào thời điểm này. Ngoài ra, thì Qantas cũng đang dự kiến vào tháng 2 năm sau sẽ nối lại chuyến bay tới Hồng Kông và đến tháng 4 thì mở lại các chuyến bay tới Bali, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Johannesburg thuộc Nam Phi. Tổng giám đốc của hãng hàng không Qantas, ông Alan Joyce cho biết, để được tham gia các chuyến bay quốc tế, hành khách bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và tùy điểm đến. Hành khách có thể được yêu cầu phải xuất trình thêm kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 72 giờ trước khi lên máy bay. Hãng hàng không Qantas công bố kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế vào dịp cuối năm nay khi lệnh cấm người dân ra nước ngoài hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 12. Đồng thời, trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế được công bố vào tháng trước, chính quyền Thủ tướng Morrison cũng đã đặt mục tiêu sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine ở nước Úc đạt 80% trong số những người từ 16 tuổi trở lên. Với tốc độ tiêm chủng như hiện tại, Úc Châu đang hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này vào trước dịp Giáng sinh năm nay. Trong lúc Qantas chuẩn bị mở lại các chuyến bay quốc tế thì một số hãng hàng không khác như Fiji Air, Air Canada cũng đang bắt đầu lên kế hoạch mở lại các chuyến bay thương mại tới Úc. Hòn đảo Covid-19 free vẫn có quy định đeo khẩu trang. Tasmania là một hải đảo và cũng là tiểu bang nhỏ nhất nước Úc, đồng thời tiểu bang này cũng là nơi duy nhất tại Úc không có ca nhiễm cộng đồng nào kể từ tháng 5 năm 2020 cho đến nay. Thế nhưng Tasmania vẫn ra quy định yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện lớn. Tuyên bố này đã được Thủ hiến Tasmania thông báo hồi tuần trước. Theo đó, lệnh bắt buộc mang khẩu trang đối với tất cả mọi người khi đi xem các trận đấu thể thao cũng như các sự kiện âm nhạc quy mô với hàng ngàn người tham dự. Quy định sẽ áp dụng từ 0 giờ sáng ngày 18 tháng 9 với tất cả các sự kiện có sự tham gia của 1.000 người trở lên, cho dù diễn ra trong nhà hay ngoài trời. Thủ hiến Tasmania Peter Godwin cho biết đây là một biện pháp thông thường để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nếu một người bị nhiễm bệnh có mặt tại các sự kiện mà việc áp dụng giãn cách không hề đơn giản. Trong khi đó, thì bác sĩ Mark Vich, y sĩ trường tại Tasmania cho biết yêu cầu đeo khẩu trang đã giúp cho ông và những người khác phê duyệt cho những sự kiện này phần nào yên tâm. Bởi đây là một bước giảm thiểu nguy cơ khi số lượng lớn người tụ tập. Do đó, cơ quan chức năng của Tasmania có thể tự tin cho phép những sự kiện như vậy tiếp tục được tổ chức. Nhắc lại là Tasmania với dân số hơn 540.000 người đã ghi nhận 235 trường hợp mắc COVID-19 và 13 ca tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tỷ lệ lây nhiễm của hòn đảo này ít hơn 1 phần 10 so với New South Wales. Ngoài ra, thì Tasmania mặc dù là tiểu bang nhỏ nhất nhưng lại có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ hai chỉ sau New South Wales mà thôi. Hiện Tasmania vẫn đóng chặt cửa biên giới với New South Wales, Victoria và lãnh thổ thủ đô ACT là ba nơi đang có tình trạng phong tỏa, trong khi cư dân tại Nam Úc, Tây Úc, Queensland và lãnh thổ Bắc Úc thì vẫn được chào đón khi đến Tasmania. Sinh hoạt kinh tế. Điều tra tình trạng chi phí vận chuyển container tăng vọt tại Úc. Ủy ban cạnh tranh và người tiêu thụ ACCC vừa mở một cuộc điều tra về sự gia tăng của chi phí vận chuyển và container gây tác động lớn đến lĩnh vực bán lẻ của nước Úc. Chủ tịch ACCC ông Rossim cho biết, cơ quan này sẽ tập trung xem xét vấn đề giá cả và sự di chuyển của các container. Cũng theo lời của ông Rossim thì ACCC đã nhận được những lời phàn nàn về chi phí vận chuyển và container tăng cao ngay từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát chẳng hạn như chỉ số giá cước vận chuyển container thế giới WCI của Drewry, một thước đo hàng đầu về phí vận chuyển quốc tế, đã ghi nhận chi phí của một container vận chuyển 40 feet là 10.083 Mỹ Kim cho ngày 9 tháng 9, tức là tăng 30% so với cùng thời gian của năm ngoái 2020. Sự thiếu hụt container được cho là do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra bởi đại dịch COVID-19 và sự bùng phát gần đây của các ca nhiễm tại các cảng quan trọng của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều giám đốc doanh nghiệp tại Úc thì cho rằng sự thiếu hụt container một phần là do các chủ container và các hãng tàu sản xuất gây ra nhằm mục đích tăng giá. Trong hơn một năm qua, chi phí vận chuyển container chở các mặt hàng nhập khẩu từ giày thể thao, ghế sofa đến máy giặt tăng vọt đã làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu tại Úc, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ. Tình hình này đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu phải tăng giá bán, gây áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Ông Paul giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà bán lẻ tại Úc cho biết, các nhà bán lẻ trong nước đang bị mắc kẹt giữa chi phí vận chuyển tăng cao và việc có nên chuyển tất cả các khoản phí sang cho người tiêu dùng hay không, đồng thời phải chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, ngân hàng chữ kim RBA cũng đã lưu ý tình trạng giá container vận chuyển tăng gấp 5 lần kể từ năm 2019 và cho biết việc thiếu các container vận chuyển đã khiến giá vận chuyển toàn cầu tăng mạnh và kéo dài thời gian giao hàng. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.